Chúng tôi xin chuyển sang chuyên gia Đinh Văn Thành. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Nguyễn Văn Lâm ở tỉnh Phú Thọ. Anh Lâm hỏi như sau ạ. Nhà tôi đang trồng 100 gốc bưởi. Tôi thì bây giờ tôi muốn trồng theo hướng Việt Gáp ấy, thì bây giờ tôi phải làm như thế nào? Xin mời chuyên gia trả lời. Thưa anh Lâm và thưa bà con, trồng theo hướng Việt Gáp đối với cái bưởi cũng là hiện nay cũng còn đang là cái xu thế tất yếu. Bởi vì sao? Bởi vì xét cho cùng thì hiện nay cái diện tích của cây có múi, đặc biệt là cây bưởi, là cũng gần như là theo cái số liệu của cục trồng trọt đấy thì là đã là bão hòa rồi đấy, tức là cung đã đủ cầu, thế và có xu thế còn là dư thừa so với cầu đấy. Cho nên là bây giờ nếu muốn xuất khẩu ra nước ngoài thì buộc bà con ta phải sản xuất theo hướng Việt Gáp, hay sản xuất theo hướng là sạch, hay là sản phẩm an toàn. Thì và tất cả các nước nhập khẩu của chúng ta, sản phẩm nông sản phẩm của chúng ta hiện nay, người ta cũng yêu cầu cái đó làm hàng đầu. Dùng thuốc gì và phun như thế nào, hoặc là thuốc ấy có được phép của họ cho phép hay không. Bởi vì người ta sẽ có cái danh mục là thuốc cho phép để sử dụng trên cây có múi, thì người ta cấp cho mình chỉ được dùng thuốc ở trong cái phạm vi đấy thôi. Thì đấy đang là cái xu thế tất yếu của cái sản xuất, và đặc biệt là cái sản xuất cây có múi. Đấy, cho nên bà con lưu ý. Thế còn tiêu chuẩn Việt Gáp thì nó nói thì nó sẽ dài, nhưng mà tôi xin tóm tắt lại cho bà con một số những cái nét chính để bà con có thể hình dung được. Cái thứ nhất là cái Việt Gáp, cái sản xuất Việt Gáp nó yêu cầu, một là cái đất sản xuất phải là đất sạch, không bị ô nhiễm. Ô nhiễm nó có thể ô nhiễm nhiều thứ, ô nhiễm nguồn nước, tức là nước thải ra, hoặc là ô nhiễm về cái kim loại nặng cũng có. Đấy, thế thì và thậm chí là có khi là ngày xưa còn người Mỹ còn dùng thuốc trừ cỏ hóa học, thì hiện giờ nó môi trường nó chưa sạch, đất nó chưa sạch, thì cái đất đấy đã không sạch thì không được sản xuất, là cái thứ nhất. Còn nếu muốn sản xuất, người ta phải tẩy, người ta phải thậm chí là có nhiều cái ví dụ như rau chẳng hạn, phải là sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp trong 3 vụ liền, thì lúc ấy mới được công nhận là đất sạch, đất có đủ tiêu chuẩn để sản xuất Việt Gáp. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nguồn nước, nước tưới phải cũng là phải nước đủ tiêu chuẩn. Đủ tiêu chuẩn thì có cái quy định cụ thể, chứ không phải là có những cái là không cụ thể. Thế còn cái tiêu chuẩn cụ thể như nào thì bà con nên tham khảo cái cơ quan quản lý nông nghiệp ở địa phương để biết được những cái cụ thể đó. Tôi chỉ nói những cái đại cương thôi. Cái thứ ba nữa là cái sản xuất ấy cho được phép dùng cái gì, dùng phân bón gì, và dùng thuốc trừ sâu, trừ bệnh, thuốc bảo vệ thực vật loại gì, là đều phải có cái danh mục cho phép. Cái thứ tư nữa là không sử dụng thuốc trừ cỏ ở trong cái khu sản xuất của chúng ta. Đấy, và tất cả những cái hoạt động để sản xuất đều phải được ghi chép đầy đủ vào thành nhật ký sản xuất. Và lúc đấy nếu người ta kiểm tra chẳng hạn, người ta dở cái sổ của anh ra, đấy, ngày này phun thuốc gì, đã bao nhiêu nồng độ, bao nhiêu liều lượng như thế nào, đều phải ghi chép một cách đầy đủ từ khi bắt đầu sản xuất cho đến khi thu hoạch. Đấy, và cái thuốc người ta sử dụng như thế thì đến lúc thu hoạch có đủ cái thời gian cách ly hay không thì cũng là thể hiện luôn ở trong đó, tất cả những cái đó. Thì phối hợp tất cả những cái điều kiện đó thì mới là đủ cái tiêu chuẩn sản xuất là tiêu chuẩn Việt Gáp. Đấy, thì bà con tôi nói là tóm tắt thế, bởi vì thời lượng không cho phép. Cho nên là bà con tham khảo thêm những cái tiêu chuẩn cụ thể mà cái cơ quan quản lý nông nghiệp ở địa phương người ta sẽ cung cấp cho các bạn.